Xin chào chị Cát Tường và anh Văn Bảo cùng quý vị khán giả đang xem truyền hình cũng như khán giả có ở đây. Em tên là Hoàng Bảo Châu, năm nay em 31 tuổi, em là cảnh sát trại giam và em đang công tác và ở sinh sống tại tỉnh Bình Phước. Xin chào chị Cát Tường, chào anh Văn Bảo, chào quý vị khán giả. Em tên là Phạm Thị Hường, năm nay em 29 tuổi, hiện em đang là kế toán. Em đang sinh sống và làm việc tại Bình Phước. Trong một lần ra nhà đồng đội của em là ăn cơm, là nhà ông cậu thì có một chú ngồi kế bên mà em thấy còn trẻ quá thì em kêu bằng anh. Xong một hồi thì bạn em mới nói là đây là dượng tao đó mày. Dượng tao có con gái lớn rồi, xinh lắm. Bữa nào có thì tao làm quen cho. Thì đến tháng mùng 2 Tết 2013 thì em lại đến nhà cậu em lại ăn cơm. Mấy người đang ngồi với nhau thì thấy bạn này đến, đang ngồi nhậu thì thấy mọi người kêu ờ bé Hường đó thì cũng chỉ là nhìn thoáng qua thôi, cũng chưa có gặp mặt trực tiếp nữa. Đến tầm tháng 3 thì em lên Facebook, em lướt lướt vô tình lại thấy hình của bạn này. Thế là em nhớ ra ở bé này bữa mình Tết mình gặp đây nè. Thế là em mới vô nói chuyện, rồi fan này hỏi em có nhớ anh không vậy? Em mới nhắn tin lại, em đâu có biết anh là ai đâu. Sao mà thấy anh nhắn tin, anh nói là bạn đồng nghiệp của anh trai em, xong rồi làm cùng. Đó, xong rồi thì em biết là người quen. Tại vì lúc đó là em ở Sài Gòn, còn anh ở Bình Phước á. Cái xong rồi tôi nói chuyện trên Facebook khoảng tầm 6-7 tháng. 6-7 tháng luôn? Dạ. Không gặp mặt nhau mà chỉ nói chuyện trên Facebook thôi. Em về Bình Phước thì anh cũng gặp ở nhà họ hàng thôi, nhưng mà không gặp trực tiếp. Có nói chuyện với nhau chứ? Đến lúc nào mới là có tình yêu? Phải đến tháng 10 năm 2013 thì em đi công tác ở dưới thành phố Hồ Chí Minh này nè. Cũng tranh thủ công tác ở đây thì tranh thủ chạy qua gọi là để mình tăng cường tình cảm một miếng. Đó thì cũng rảnh thì chạy qua, cũng qua đây được thăm bạn này cũng được 2-3 lần. Nếu mà chính thức gặp nhau là khi đó bọn em gọi là trực tiếp gặp nhau mặt đối mặt và đi chơi riêng với nhau. Cái lúc nào tỏ tình bắt đầu chính thức yêu nhau, gặp nhau đó là yêu nhau chưa? Dạ có, thì khoảng 1 tháng sau. Thì là lúc đó là em cũng đi công tác, cũng nghỉ công tác ở đây, là em công tác từ tháng 10 mà đến ngày lịch là đến ngày 14 tháng 11 là em phải về đơn vị rồi. Ngày 13 tháng 11 là em thấy là cũng cận ngày về rồi mà giờ thương rồi mà không biết làm sao đây, mà giờ để bơ vơ với Sài Gòn mà giờ thở ra thằng khác nó hốt liền sao. Thế là thôi cũng gọi là suy nghĩ cũng lên kế hoạch là ông chính tranh thủ, chiến lược tranh thủ là thôi giờ thương rồi bây giờ phải tỏ tình đi, gọi là đánh dấu chủ quyền liền đi chứ không là đánh dấu luôn gọn đi. Thế là em cũng tranh thủ là mua hoa rồi cũng hẹn bạn này đi chơi là để lén lén canh sao mà tỏ tình. Cái sao hôm nay tự nhiên thấy 8 giờ mấy em thấy là trở vô cái hẹp tối thui, có dấu hiệu bất thường. Đúng rồi, em thấy trời từ lúc là em tắt mồ hôi rồi run nữa, cái chắc là phải có ý đồ gì đây. Sao nữa tại vì xong tới đoạn là anh dựng chân trống xuống ngay kịch phát nhìn giữa đường. Dạ. vắng vẻ tới thôi không có ai hết. Cái em nói trời giờ mà có chuyện gì chắc lạ cũng ai nghe. Cái xong rồi anh thấy anh mở cốp xe ra, cái cầm một bó hoa. Sao em nói hôm nay có ngày gì đâu mà có hoa ta. Sao em ý là bớt run rồi đó, nên là không có sợ nữa. Anh tiến lại anh nói là du lì đồng ý làm bạn gái anh nha. Em mới suy nghĩ một hồi, em mới nói là anh để cho em thời gian đi, tối về em suy nghĩ rồi em trả lời. Cái lúc đó anh không có cho em suy nghĩ, anh nói là em phải trả lời anh trong vòng 2 nút nha, là có hoặc là không. Thì là nếu vì em là suy nghĩ đơn giản lắm, cái gì cái cảm xúc nó đến ập đến trực tiếp mình trả lời là cái trong tiềm thức mình có. Chứ không về để suy nghĩ rồi cân lên đặt xuống hoặc là người cái tác động là cái đó là nó cũng không có thật lắm. Em muốn là thật ngay lúc đó thôi. Hợp lý. Rồi lúc đó em trả lời sao? Cái em nói có. Lúc đó em thấy ảnh mặt là tự nhiên hồi rất là căng thẳng lắm nha. Thì mà ảnh cười vui lắm. Vui đó hả? Mà em diễn tả chị hồi hộp ghê luôn vậy đó. Rồi em nghe tim ảnh là đập bịch. Nghe luôn hả? Nghe luôn chị. Cảm giác như xung quanh là thời gian nó như ngừng lại vậy á. Ngồi cứ nghe. Mà cuối cùng là hên cảm xúc nó vỡ hòa bằng cái là bạn này bạn trả lời là có em đồng ý. Cũng nhào vô liền không? Dạ cũng từ từ với chị lại gần với nhà vô cái là la lên cái là chết em luôn á. La đó đâu ai nghe đâu. Nhưng mà sao em kêu bạn này là du lì? Tại cái nick Facebook của bạn là Julie. Nhưng mà là bạn lúc bạn này bạn lì lắm. Nó không có nghe nên cứ kêu lì lì là bạn lì vậy đó. Cho nên nó cũng tình cảm, nó dễ thương. Năm năm là một cái thời gian khá dài. Hai bạn có những kỷ niệm vui buồn gì với nhau trong chuyện tình yêu của mình? 2 năm sau thì thấy thời gian cũng tìm hiểu cũng đủ rồi, cũng nhiều kỷ niệm.
Cái xong thì hai anh em cũng quyết định là tiến tới hôn nhân. Cái anh về anh xin phép ba mẹ em là xin phép là cho hai anh em tiến tới lâu dài. Ba mẹ em mới nói là hai anh em tuổi còn trẻ mà công việc chưa ổn định á, thì muốn tụi em có thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn. Thì lúc đó thì em cảm thấy giống như là cái gì mà mình đang háo hức mà lại không được á, thì em cảm thấy rất là chán nản. Cái em lại suy nghĩ khác đi. Bạn này được cái là bạn hay tiêu cực lắm. Một cái chuyện như là có 3-4 cái cách xử lý mà bạn lúc nào bạn chọn cái là cái xấu nhất, cái tệ nhất đúng không ạ? Không biết tại sao nữa. Nên là quay ra cái tự nhiên đùng cái đang yên, đang lành, đang vui vẻ, tự nhiên cái thôi chia tay, mình chia tay đi. Chia tay lý do gì? Dạ thì tại vì em không biết. Thì ba mẹ nói là cần thời gian tìm hiểu rồi. Ba mẹ ảnh hay ba mẹ em? Ba mẹ em. Ba mẹ em nói từ tìm hiểu tự nhiên em chia tay người ta. Dạ. Trời ơi. Ý là lúc đó có chia tay bao lâu rồi? Dạ có gì. Dạ, chia tay bao lâu? Bạn nếu mà nói chia tay phải hơn 1 tháng thì trời ơi. Cũng thời gian gọi là địa ngục với em dằn vặt đau khổ mà níu kéo. Cái khổ lắm vậy. Luôn hả? Một tháng trời mà em không có đồng ý luôn em. Dạ thì lúc đó thấy anh cũng viết thư tay nè, rồi gặp trực tiếp nè, làm thơ. Có viết thư làm thơ nữa hả? Em có nhớ câu thơ nào của anh làm không? Cái gì ta, khi em nhìn, khi em yêu ơi khi chúng ta già. Cái bài đó là bài sau rồi, còn bài lúc mà chia tay kìa. Ve kêu tan tác mùa hè, chào anh thôi nhé em đi lấy chồng. Phượng rơi như phát sắc pháo hồng, còn câu cuối gì em cũng không nhớ lắm. Trời ơi, sao ta làm thơ tặng em không nhớ luôn là sao? Dạ tại vì anh làm nhiều lắm chị. Vậy hả? Làm nhiều, viết thư tay rồi miêu tả hết. Rồi lại xin lắm. Chia tay mấy lần? Dạ chia tay 2 lần. Rồi đó là lần 1 phải không? Dạ rồi, lần 2. Lần 2 thì cũng lý do đó, cũng con người đó rồi, cũng gọi là cái kiểu như vậy luôn, là cũng không có gì mới hết. Dạ không có gì mới hết. Cũng là ba mẹ kêu tìm hiểu thêm. Dạ, không được bạn này đâu, cũng tự bạn này cũng thôi. Vào khoảng thời gian đó này, bao lâu sau nữa, bao lâu sau? Một năm sau chia tay thì cũng khoảng gần 1 tháng, nhưng mà lần này là bạn này thôi chứ còn em khác rồi. Em cũng là lần đầu em níu kéo này kia, chứ còn lần thứ hai là em mạnh mẽ hơn rồi, nghỉ chơi rồi. Sao chia tay là em mừng luôn thì em thôi thì em muốn chia tay thì dưới chia tay rồi em block hết, chặn hết Facebook, Zalo. Dạ em chặn hết rồi chị. Một người lặng lẽ buồn hiu đừng nhìn. Dạ sao chặn hết xong lúc đó, lúc đó em thấy anh thay đổi kiểu giống như nói 360 độ thì chắc phải hơn 720 độ lận. Anh là thay đổi là đẹp trai hẳn lên, tóc quần áo là chỉnh chu lắm. Ý là ảnh là bạn của anh trai em nữa, hay tới nhà mà em thấy nhắn tin nhiều lắm nha, nói chuyện nhiều lắm. Cái lúc đó em cảm giống như là mình còn yêu mà. Yêu cái em ghen nhưng mà bất lực không biết làm gì hết. Nhắn tin với ai mà nhắn tin nhiều? Không biết, nhắn tin với nhiều cô lắm. À có nghĩa là tới nhà em chơi nhưng mà ngồi nhắn tin với người. Đúng rồi. À là cái đó là em cố tình hay là dạ, thật sự? Em thì là lúc đó buồn lắm, nhưng mà mình lớn rồi phải tự niềm vui, tìm niềm vui khác chứ đâu phải là mình cuộc sống của mình có một niềm vui này thôi đâu. Rồi sao em? Dạ tại anh thay đổi vậy em xem, em là có nghĩa mình ghen, nhưng mà mình lúc đó mình mất đi không, phụ quý à, phải không? Đúng rồi, mình không là gì, mình đâu dám ghen được. Cái lúc đó bắt đầu em mới suy nghĩ là mình phải níu kéo lại. Cái lúc đó em chủ động nha, tại vì anh chặn hết tất cả của em rồi, em phải gặp trực tiếp. Phải vô trong cơ quan gặp trực tiếp luôn. Xong rồi cũng năn nỉ rồi nhờ người này. Năn nỉ nói sao? Năn nỉ tự mình chia tay người ta rồi mình năn nỉ sao? Thì để nghe nè. Nói dạ, gì thì năn nỉ nói anh ơi, tại vì tuổi trẻ em bồng bột hả, xuống nước đến mức độ vậy luôn hả? Dạ tuổi trẻ em bồng bột chứ, suy nghĩ kỹ rồi giờ giống như là cho anh cơ hội thì cũng giống như cho em cơ hội. Mà anh lúc đó anh kiên cường lắm, em nói sao gì cũng được. Nói vậy mà thì lúc đó thì cũng thiệt, nói thật là em cũng còn thương lắm, nhưng mà rằng mình ráng gồng rồi thôi, em cũng phải có giá của em chứ. Đúng rồi, đâu phải như là muốn chia tay là chia tay, muốn quay lại là quay lại đâu. Thiệt, nên là em cũng gọi là cũng gồng một thời gian, nhưng mà thì thấy cũng thương quá. Cũng phải gần một tháng sau là cũng thử thách, cũng thấy thiệt, cũng tội nghiệp thiệt. Rồi là chính thức là cho phép quay lại. Cho phép quay lại, ghê chưa? Tại vì đòi chia tay làm chi, người ta có bây giờ tới bắt đầu 2 năm sau này là còn lần nào mà nhấm dạ. Nhấm rồi chia tay nữa không? Hay là một lần là tởn tới già luôn rồi? Dạ, chúng ta là tởn tới già tởn luôn rồi hả? Dạ. Này là, sau này chút là em cũng đánh tư tưởng nhiều. Rồi bây giờ chị thấy nha, làm cảnh sát nhưng mà rất là fashion, quần áo tươm tất, tóc đồ này rất là không có lợi ngon lành. Chị nghĩ chắc cũng nhiều cô nàng để ý lắm. Em có khi nào ghen tuông đồ, có câu chuyện gì mà phải ghen tuông bắt tại trận hay là cái gì đó?
À, dạ không, cái này thì không, tại vì ảnh làm ở trong trong ngành á thì không có thời gian ra ngoài. Còn gặp em còn không có thời gian gặp nữa mà. Một tuần thì gặp chắc khoảng được tầm 2 tiếng. Dạ, 2 tiếng tuần là làm cái gì? Dạ thì cũng đi ăn. Làm gì kể người ta đi. Không, đi hỏi người ta đang người ta phải hỏi người ta 2 tiếng gặp ở đâu. 2 tiếng tuần ở đây gặp phải làm gì đó. Nói chung là cũng không có điều kiện đi chơi với nhau nhiều, chủ yếu là ra gặp nhau dẫn nay nay dẫn em đi ăn món này rồi nay đi chỗ kia thấy chỗ kia đẹp hoặc là đi vòng vòng dạo móng gió rồi thôi, chứ cũng không có đi đâu xa được. Không, nhưng mà gặp nhau ít quá, gặp nhau ít quá như vậy rồi hiểu nhau hết chưa? Dạ. Tật xấu của anh là gì em biết không? Dạ không, trong ảnh trong em là idol, ảnh trong em là idol. Trời ơi. Không có tật xấu nào hết. Lỡ đâu anh giấu em sao? Dạ không, em thấy không có gì để giấu đó. Em có mong muốn anh thay đổi điều gì không? Idol là mà thay đổi gì nữa bây giờ? Dạ không, tại em thấy ảnh anh perfect. Vậy hả? Dạ. Tốt quá, lung linh quá, chúc mừng em. Dạ. Hy vọng nó sẽ perfect hoài luôn nha, lung linh hoài luôn nha. Vậy thì còn em? Bây giờ đang là người yêu nhưng sau này tiến tới hôn nhân thì mình sẽ cố gắng đừng gọi là lo chăm lo luôn bén cho gia đình trước rồi hắn nghĩ đến việc ở ngoài. Đó, rồi anh chỉ mong muốn em thay đổi như vậy thôi. Cái đó đúng đó, cái đó đúng đó nha. Dạ. Sẽ bao lâu nữa thì hai bạn đám cưới? Dạ, tụi em dự tính là trong tầm nửa năm nay, giữa năm là tụi em tổ chức kết hôn với nhau. Tính hết chưa? Có còn khó khăn gì không? Dạ. Dạ không ạ. Rồi hôm nay đến với chương trình thì hai bạn còn muốn chia sẻ với nhau điều gì nữa không? Mình yêu nhau cũng lâu rồi, cũng đi qua mà cũng bao nhiêu khó khăn mà cũng có những cái điều mật ngọt với nhau thì nói chung là cũng chưa biết là ngọt bùi hay là đắng cay, nhưng mà anh mong rằng là chúng ta sẽ đi đến hết cuộc đời với nhau, tay trong tay mãi mãi. Chị Tường rất là cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Rồi chị chúc cho hai em sẽ hạnh phúc. Dạ. Có những đứa con thật là xinh xắn, ngoan ngoãn trong gia đình nhỏ của mình. Dạ, thì nhân đây chị em cũng có một món quà tặng cho bạn gái em. Rồi. Đây là quà tấm ba này anh tặng cho em. Cũng là lần, gần như là lần cuối mình có món quà đặc biệt như thế này. Nhưng sau này là gia đình rồi thì sẽ có những món quà ý nghĩa hơn. Trời, nghe lần cuối hết hồn chưa? Lần cuối khi còn độc thân thôi. Dạ. Rồi. Dạ, em xin cảm ơn chương trình, cảm ơn tất cả mọi người và cảm ơn ekip đã cho hai vợ chồng em được gần nhau hơn, chịu nhau hơn.